Tình hình chiến sự ở khu vực Bakhmut, thành phố được đánh giá mang tính chiến lược thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, đang rơi vào bế tắc khi lực lượng Nga và Ukraine không tạo được chuyển biến đáng kể nào sau nhiều tháng giao tranh. Trước khi chiến sự bùng phát, thì thành phố Bakhmut từng được biết đến với những vườn nho và mỏ muối lớn. Tuy nhiên, thì Bakhmut giờ đây được mệnh danh là máy xay thịt hoặc địa ngục trần gian bởi chiến tranh tàn khốc với các cuộc đấu súng và các cuộc tấn công trực diện không ngừng diễn ra xung quanh thành phố. Video về hiện trạng Bakhmut cho thấy một thành phố đổ nát, đường phố đổ đầy bùn và gạch vụn, nhiều tòa nhà bị cháy và cửa sổ vỡ vụn trong các chiến hào bẩn thỉu khủng khiếp. Những người lính phải chịu đựng các điều kiện sống vô cùng tồi tàn. Những bức ảnh từ Bộ Quốc phòng Ukraine mô tả cảnh những người lính bộ binh Ukraine lội bì bõm trong nước giữa mùa đông ngày càng khắc nghiệt. Một số chuyên gia nhận định thành phố Bakhmut giờ đây đã trở thành cơn lốc hủy diệt đối với quân đội của cả hai nước. Trong nhiều tháng qua, thì cả Nga và Ukraine đã điều động hàng loạt binh sĩ và khí tài đến mặt trận Bakhmut này. Nga đang thực hiện mọi nỗ lực để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, bước đệm để Moscow tiến tới hai thành phố quan trọng hơn là Sloviansk và Kramatorsk. Trong khi đó, thì Ukraine quyết tâm giữ vững tuyến phòng thủ. Quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào khu vực này với tần suất dày đặc. Trong những ngày qua, thì quân đội Nga đã đạt được một số bước tiến xung quanh Bakhmut với việc giành quyền kiểm soát hai làng Belogorovka và Pechechapnia ở ngoại ô Bakhmut sau nhiều ngày giao tranh quyết liệt. Tuy nhiên, thì các nhà phân tích quân sự nhận định rằng mục tiêu giành toàn bộ Bakhmut của quân đội Nga rất khó thực hiện do Moscow thiếu lực lượng dự bị cơ động nên khó tận dụng lợi thế của bước đột phá này. Đặc biệt là sau khi quân đội nước này rút khỏi một số khu vực ở phía nam và đã mất chỗ đứng ở phía đông bắc. Giới chuyên gia đánh giá chiến lược của Nga ở Bakhmut giống với việc Nga tìm cách giành quyền kiểm soát các thành phố Severodonetsk và Lysychansk, hai thành phố có vai trò chiến lược về mặt quân sự ở phía đông vào tháng 6 vừa qua. Đó là tận dụng ưu thế vượt trội về hỏa lực pháo binh tiến vào phía nam và phía bắc, tạo thành gọng kìm áp đảo đối phương để đẩy các đơn vị của Ukraine ra khỏi thành phố. Trong khi đó, thì các lực lượng của Ukraine vẫn đang nỗ lực giữ vững tuyến phòng thủ nhằm nắm giữ thành phố này để khiến Nga không thể cắt đứt tuyến tiếp tế của họ, đồng thời ngăn chặn Nga tiếp cận với Kramatorsk và Sloviansk, các thành trì quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Có thể nói, trận chiến giành Bakhmut kéo dài hàng tháng trời giữa quân đội Nga và Ukraine vẫn là một cuộc chiến tranh giành giật từng mét đất, nếu không muốn nói là từng centimet. Và cả hai bên đã phải gánh chịu hàng trăm thương vong giữa chiến hào lộ thiên trong giao tranh ác liệt trong đô thị. Ngày 1 tháng 12, trong cuộc họp chính phủ về các vấn đề quốc phòng, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhận định rằng Ukraine đang tìm cớ để kéo các nước NATO vào cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là sau sự cố tên lửa rơi xuống Ba Lan vào ngày 15 tháng 11. Tổng thống Lukashenko chỉ ra rằng vụ tên lửa rơi một ngôi làng tại Ba Lan vào tháng trước khiến hai công dân Ba Lan thiệt mạng đã được xác nhận là tên lửa do Ukraine phóng đi trong quá trình phòng thủ các trận không kích của Nga. Tuy nhiên, Kiev và một số hãng truyền thông trước đó một mực khẳng định rằng tên lửa này là do các lực lượng của Nga phóng đi. Ông Lukashenko cũng cáo buộc các nước phương Tây tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc gia láng giềng của Belarus và gia tăng cường độ huấn luyện chiến đấu ở đây. Theo Tổng thống Belarus, tình hình quanh khu vực biên giới Belarus hiện đang rất căng thẳng, bởi quốc gia này có chung biên giới với các nước NATO gồm Ba Lan, Latvia, cũng như có chung biên giới với Nga và Ukraine. Các cơ quan an ninh của Belarus đã ghi nhận sự gia tăng số lượng các hành vi khiêu khích, góp phần làm trầm trọng thêm tình hình chính trị quân sự vốn đã căng thẳng ở Belarus và trong khu vực nói chung. Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus hoàn toàn có khả năng để ngăn chặn nguy cơ đối phương sử dụng lực lượng quân sự đe dọa lãnh thổ nước này, đồng thời cho biết Belarus vẫn giữ thái độ thận trọng và luôn theo dõi những dấu hiệu cho thấy các hành vi gây hấn được chuẩn bị nhằm vào đất nước này. Ngày 29 tháng 11, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevičs đã đề xuất rằng NATO nên cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí hiện nay để nhắm vào các địa điểm quân sự hoặc sân bay ở Nga. Tôi nghĩ rằng thông điệp mà tất cả chúng ta muốn gửi tới các đồng minh NATO là Ukraine cần nhiều vũ khí hơn. Ukraine cần nhiều vũ khí phòng không, pháo và xe tăng hơn, bởi vì như chúng ta đã thảo luận, chúng ta đang ở trong tình hình cần phải ngăn chặn Nga. Trong diễn biến liên quan, trả lời cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị các ngoại trưởng NATO ở Bucharest, Romania, ông cũng nhận định rằng NATO không nên sợ leo thang căng thẳng với Nga.
Trước nhận định trên, Đại sứ quán Nga tại Latvia ngay sau đó đã đưa ra cảnh báo rằng ngay cả các chuyên gia quân sự cũng không kêu gọi những động thái như vậy. Nhưng một người đứng đầu cơ quan ngoại giao Latvia lại làm điều đó. Ông viết trên Telegram rằng đó sẽ là gì nếu như không phải sự kích động của một cuộc chiến trên quy mô lớn, đồng thời cho rằng nhiệm vụ của các nhà ngoại giao là nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột. Tuyên bố này cũng khẳng định lời kêu gọi của Ngoại trưởng Latvia về việc cho phép Ukraine thực hiện những động thái nhất định một lần nữa, cho thấy bản chất con rối của chính quyền Kiev khi không dám có động thái riêng lẻ nếu không có sự thúc đẩy từ phương Tây. Nga trước đó đã gọi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Moscow do Mỹ và NATO khơi mào, đồng thời chỉ trích các đợt vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine chỉ làm kéo dài cuộc xung đột và tăng rủi ro đối đầu quân sự trực tiếp Nga-NATO. Ngày 1 tháng 12, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu ông Putin nghiêm túc trong đàm phán hòa bình. Song, hiện ông vẫn chưa có kế hoạch liên lạc với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhấn mạnh, nếu Tổng thống Putin thực sự muốn tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, ông sẽ tham vấn với Pháp và các đồng minh khác trong NATO để đối thoại với Tổng thống Putin. Thực tế là tôi vẫn chưa có kế hoạch liên lạc với ông Putin. Tôi sẵn sàng nói chuyện với ông ấy nếu ông Putin thực sự quan tâm đến việc tìm cách chấm dứt chiến tranh. Nhưng hiện tại, ông ấy vẫn chưa làm điều đó. Nếu như vậy, tôi sẽ tham vấn với những người bạn Pháp và NATO của tôi. Tôi cũng sẽ rất vui khi được ngồi lại đối thoại cùng ông Putin. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Pháp Macron cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống Putin nhằm giải quyết tình hình leo thang xung đột ở Ukraine và đạt được những mục tiêu cụ thể, đặc biệt liên quan đến an ninh của các nhà máy điện hạt nhân trong vùng chiến sự. Chúng tôi sẽ không bao giờ thúc giục Ukraine phải thỏa hiệp với những điều mà họ không thể chấp nhận, bởi nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ xây dựng được một nền hòa bình bền vững. Chúng ta cần phải tôn trọng việc Ukraine quyết định thời điểm và những điều kiện đàm phán về lãnh thổ, tương lai của họ. Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Biden thừa nhận rằng Pháp và Mỹ có những khác biệt nhưng không phải trong các vấn đề cơ bản. Cả Tổng thống Biden và Tổng thống Macron đều cam kết sẽ cùng phối hợp nhằm buộc Nga chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và hạn chế tác động toàn cầu của cuộc khủng hoảng. Theo Tổng thống Biden, Mỹ và Pháp nhất trí phản đối chiến dịch của Nga và sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và đứng về phía người Ukraine. Theo trang Politico, mới đây Pháp đã thừa nhận không chính thức rằng nước này không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine do kho vũ khí của họ đang hao hụt. Tuy nhiên, Pháp cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev bằng các khoản hỗ trợ nhân đạo. Theo trang Politico, mới đây Pháp đã thừa nhận không chính thức rằng nước này không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine do vũ khí của họ đang bị hao hụt. Tuy nhiên, Pháp cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev bằng các khoản hỗ trợ nhân đạo. Theo nguồn tin từ Politico, Pháp cũng đang xem xét tổ chức một hội nghị để tìm phương pháp thay thế cho các gói viện trợ quân sự của Ukraine, có thể được diễn ra vào cuối tháng 12. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh hầu hết các nước NATO đều đang cạn kiệt vũ khí để cung cấp cho Kiev. Trước đó, thì tờ New York Times đưa tin cho biết một số quốc gia nhỏ trong NATO đã cạn kiệt tiềm năng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine và ít nhất là 20 trong số 30 quốc gia thành viên dường như cũng đang cạn kiệt tài chính. Lúc đó, chỉ những nước lớn như là Pháp, Đức và Italy mới có thể duy trì hoặc tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Pháp cũng đã nhiều lần bị cáo buộc không cung cấp đủ hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Trước những chỉ trích trên, vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã thông báo Pháp sẽ cung cấp hai hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời sẽ xác nhận là chuyển hai hệ thống phòng không có tên là Grotto Azure cho Ukraine. Và ông cũng cho biết thêm nước này đang xem xét yêu cầu từ phía Ukraine về việc là cung cấp các hệ thống radar cho Kiev để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.